Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay Phương giao lưu số cây mai giả Thủ Đức nha quý vị. Để trước cửa mình có cái mai tàn quá khủng, quá đẹp quý vị ơi. Đây số mai tàn Phương giao lưu đây nha quý vị. Để đẹp. Giao lưu đến quý vị nha quý vị. Giá thấy cũng hữu nghị nè quý vị ơi. Mai toàn bộ là mai đế đẹp. Rồi mình gặp Phương mình giao lưu nha quý vị. Rồi chào em. Chào anh Tùng. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên khắp mọi miền đất nước. Em tên là Phương. Địa chỉ của em là ở ấp Tân Hòa, xã Hòa Định, huyện Bình Đạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0941603887, cũng là số Zalo của em. Hôm nay em có giao lưu một số phô mai tàn da mai giảo Thủ Đức. Em được giao lưu cùng cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Rồi mà mình ship sao em? Em bao sống bao ship toàn quốc. Rồi đây là phôi số 1 nha quý vị. Phôi này có tay cành nha quý vị, đế đẹp. Rồi thông số, chiều cao. Chiều cao là 64. Chiều cao 64. Rồi hoành thân. Rồi đây khung bố là bao vậy? Hoành thân là 17 có 17 hơn. Có hơn quý vị. Rồi cho dòng đế luôn. Đây quý vị, đế qua trơn đây ha, để được bốn mặt luôn nha. Em xin giao lưu 500.000. Mã số 1 giao lưu 500 quý ơi. Bao ship bao sống quý vị toàn quốc ha. Đó, bao số tất cả lọc cái tông dầu tông tầng dầu quý ơi. Rồi, đó thôi. Đây, tới mã số 2, cây này cây máy tàn quý vị. Mã số 2, chiều cao là 1m15. Chiều cao 1m15, tán cũng rộng nè. Rồi, tán ngang 62. Tán ngang 62. Rồi, đâu hoành thân, xây qua đây. Hoành thân là 17. 17 quý vị. Đó. Để đây, để đều bốn mặt luôn nha quý vị. Rồi cho dòng nhẹ đế đi. Mai này chuẩn bị sổ bông nha cô chú anh chị. Trong tới đế cũng bố ba luôn nha quý vị. Quay lại dòng nhẹ nơi đi. Đấy, quá trơn rồi đấy. Rồi, mã số 2 giao lưu nhiêu em? Mã số 2 em xin giao lưu 800.000. Mã số 2 giao lưu 800 quý vị. Rồi, đổi cây. Tiếp tục mã số 3. Bốn mét 24. Rồi quanh luôn. Mai này nuôi đế không vậy? Quanh thân là 12. 12 có hơn, tính 12. Rồi cô đế đi, cô đế đi, cũng mua ba ha quý. Để điều cũng mặt đi nhẹ thôi, khách chống mặt nha. Đó, quay vòng nhẹ nhẹ đi. Đó. Rồi, mã số 3 giao lưu nha. Mã số 3 em giao lưu 500.000. Mã số 3 giao lưu 500 đi ơi. Rồi, đổi phôi. Đây mã số 4. Cụ chà bá lửa luôn kìa. Đó. Rồi. Thông số chiều cao. Chiều cao là 91. Chiều cao 91. Hoành. Hoành thân là 16. 15 có hơn kìa. À tới 15 thôi. Rồi đôi cũ luôn. Cụ quá trơn cũ kìa. Cụ 25 luôn. 25. Rồi cho dòng đế luôn. Đế đây quý vị. À, để đều bốn mặt. Số 4 em xin giao lưu là 600.000. Mã số 4 giao lưu 600 quý ạ. Giá hữu nghị vừa chơi. Có số tài cành đây nha quý vị. Rồi đổi cây luôn. Rồi chiều cao. Mã số 5. À, 1m50 không? 1m29. 1m29. Rồi thông số. Mai này cũ ự cho bá không quý ạ. 16. 16 quanh. Cũ bự cho bá ha. Rồi quen vòng đi. Để được bốn mặt luôn kìa. Mai này giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 giao lưu nha. Mã số 5 em xin giao lưu 800.000. Mã số 5 giao lưu 800 vi ơi. Quá đẹp. Rồi đổi cây. Rồi mã số 6. Trong quá trình quay có mời giật thì vị thông cảm bỏ qua nha vị. Chiều cao 108. Rồi đo bỏ cái tự ra. Đó. Bỏ nhét ra rồi đó giờ. Đại lên quanh 14. 14. Rồi cho dòng đế đi. 66. Để đều bốn mặt không quên. Mã số 6 em xin giao lưu 500.000. Mã số 6 giao lưu 500 đi ơi. Rồi, đổi cây. Chà cái này dữ vậy. Rồi thông số chiều cao. Này đúng cái thằng dầu luôn vậy.
vị của quán cà phê hay gì ở chơi cái này là ok. Chiều cao là 1m35. 1m35 chiều cao, rồi dứt cái quanh luôn. Quanh hơn quanh 16. 16. Đó cũ luôn. Quá trời bự. Ủa trời bá lửa nó 32 vị ơi. Rồi cho dòng đế. Đó, cũ nha vị. À, quái nha. Rồi cái này giao lưu như đây. Mã số 7 em giao lưu 900.000. Mã số 7 giao lưu 900 vị ơi. À, rồi đổi cây. Mã số 8. Mã số 8. Chiều cao 1m30. Chiều cao 1m30 vị. Rồi thông số hoành nha. Hoành thân 15. 15 yếu tính 14 thôi. À, rồi quay vòng để luôn. Mã số 8 em giao lưu là 600.000. Mã số 8 giao lưu 600 vị ạ. À, quay vòng để nhẹ đi. Cái này về mình trồng sữa cái lại nha quý vị. Cái này cái trực nha quý vị, tại cái bầu nó hơi nghiêng. Rồi, đổi cây. Mai này qua Tết nó trộn nụ chơi rằm tháng giêng. Rồi, thông số. Chiều cao. Mã số 9, chiều cao 1m27. Chiều cao 1m27, rồi hoành thân. Đâu đây. Thân là 13. 13. Rồi, đo hào hào cái cũ luôn kìa. Cũng quá bự ha. À, cũ vậy đó. Cũ đó. À. Rồi. Cũng nhiêu vậy? Dưới bên đây là 29. Rồi cũ 29 vậy. Cái này quá đẹp nha quý vị. Đây nè. Quá trời, quay nhẹ vòng nữa coi. À, ăn tiền cái cũ nha em. Anh em. Rồi, giá nhiêu đây? Mã số 9 em giao lưu 700.000. Mã số 9 giao lưu giá 700 vị ơi. Nhanh tay chốt vị ơi. Đây mã số 10, cái này cái tàn còn quay ha. Mã số 10, chiều cao 1m15. Chiều cao 1m15, hoành. Hoành thân là 15 có hơn, 15 thôi vị ơi. Đó là toàn bộ trừ hao hết nha vị. Mã số 10 em giao lưu 600.000. Mã số 10 giao lưu 600 vị. Đó. Để tương đối đều nha vị. Cá ha. Giờ tới rằm tháng giêng chắc giờ được. Rồi quay vòng nữa đây. Quay vòng này cho khách xem bộ đế này. Tàn à, tàn còn do luôn. Một thân một cốt rất ngon nha vị. Rồi đổi cây. Cái này cao quá. À, cái này như cái dáng bay của vị. Siêu phong ha. 1m46. 1m46 rồi đó quanh luôn. Để vừa trước vừa sau chiều đó nha vị. Quanh thân là 16. Quanh thân 16 kìa. Đó, để một lùm đấy luôn, cho vòng đấy quay nhẹ cái. Đó. Rồi quay vòng nữa đi, quay cho đều đều vòng cho khách coi cho rõ. Để. Rồi, mã số 11 giao lưu như vậy. Mã số 11 em giao lưu 600.000. Mã số 11 giao lưu 600 kìa. À. Rồi, đổi cây. Mã 12. Thằng dù vậy. 12 chiều cao là 1m27. Chiều cao 1m27 rồi, đo cái hoành luôn. Hoành thân 14. 14. Rồi đo hàng hào cũ luôn. À, cũ cho bác. Cũ 23 vậy. À, cũ 23. Cám ha. Để cám quá trớn. À. Rồi giao lưu nha em. Mã 12 em giao lưu 500.000. Mã 12 giao lưu 500 vậy. Anh tay quý vị, chốt đơn quý vị. Đầu năm mua mai, cuối năm mua đất nha quý vị. Cây này cũng bố bà luôn. Mã 13. Rồi, chiều cao. Mã 13, chiều cao 1m19. Chiều cao 1m19. Hoành thân. Hoành thân 19, 19 luôn. À, cái này 19 quý vị. Rồi, cho dòng đế luôn. Qua wow, trời bộ đế, nồi. Hết biết. Mã 13 em xin giao lưu 1.200.000. Mã 13 1.200.000 vi. Cây này đắt giót nha quý vị. À. Rồi, đổi cây. Quá trời của đấy. Rồi, mã 14. Chiều cao 1m34. Chiều cao 1m34, rồi cái hoành thân luôn. Hoành thân 18 yếu tính 17 thôi vậy. Rồi cho vòng nhẹ cái.
đấy, qua trơn bộ đây, củ nở nha quý vị, củ chà bá lớn. Rồi giao lưu như đem. Mã 14 em xin giao lưu 1 triệu. Mã 14 giao lưu 1 triệu kia. Rồi đổi cây. Mã 15. À, cây này một thân một cốt dốc ngọn quý vị. Trực trực lắc. Ước tính chắc 1,5 à. À, cái thân này quý vị. Thân một cốt dốc ngọn nha quý vị. Thân là 17. 17 nha quý vị. À, cây trực lắc nha quý vị. Cây này nó có duyên. Rồi cho dòng đế luôn. Giờ trước chịu đầy đủ đó quý vị. Số 15 em xin giao lưu 900 ngàn. Mã 15 giao lưu 900 quý vị. Nhanh tay chốt cái này quý vị. Quá đẹp. Ngày năm sau chơi là ok nha quý vị. Giờ tới rằm tháng duyên là đổ bông rồi. Đổ bông quy lạc khỏi quý vị. Đừng để bông nó si. Rồi thông số. Mã số 16. Cái thằng dù. Cao 1m09. Chiều cao 1m09. Rồi quanh luôn. Quanh thân là 16. 16. À, để đều bốn mặt củ nở luôn. Để rải đều nha quý vị. Rồi giá cái này nhiêu đây? Số 16 em giao lưu 700 ngàn. Mã 16 giao lưu 700 quý vị ơi. À. Đổi cây. Mã 17. Mã số 17. À, cái này về quý vị chồng sửa lại nha quý vị. Chơi dán siêu bông luôn quý vị. 1m17. 1m17. Rồi quanh luôn. 16. Quanh thân là 16. 16 chuẩn nha quý vị. Củ chà bá luôn, củ hết thân củ. Đó. Rồi quay vòng nhẹ anh em ơi. Rồi báo giá luôn. Mã số 17 em giao lưu 700 ngàn. Mã 17 giao lưu 700 kìa. À, rồi đổi cây. Mã 18. Đó, cái này đúng cây dù luôn kìa. À. Chiều cao 1m89. Rồi đứng hoành luôn. Hoành thân 15. 15. Rồi cho vòng đế nhẹ luôn. Đế đều bốn mặt kìa. À, nôm gấu gấu xuống nè. Nhẹ, hết trong mặt. Rồi giá cái này nhiêu đây? Mã 18 giao lưu 500 ngàn. Mã 18 giao lưu 500 về. Rước cái dù này về quý vị. À, quá đẹp. Rồi đổi cây. Mã 19. Đây cái này cũng cái dù nữa quý vị. Mã 19. Chiều cao 1m21. Chiều cao 1m21. Rồi hoành luôn, củ chà bá luôn. Hoành thân là 14. Hoành 14. Có hơn ngày 15 ngày tiêm kìa. Hơn là 15. Củ quái. À. Rồi cho giá cái này nhiêu? Dạ mã 19 em giao lưu 500 ngàn. Mã 19 giao lưu 500 vi. Toàn bộ rồi em này bao ship hết nha vị. Bao ship bao sống tụi luôn. Rồi đổi cây. Đây. Cái này một thân một cốt giót ngọn nha vị. Mã 20. À, mã 20. Chiều cao 1m35 có hơn. Mình luôn. Hoành thân là 18. 18. Đó, củ chà bá lửa luôn. Đó, đế đều vị. Bộ đế ăn tiền bộ đế nha quý vị, nhất đế nhị thân tam cành tứ nụ nha quý vị. Dòng cái mai này hết. Đó. Đấy, quá trớn củ nở luôn. Rồi giá cái này như em. Mã 20 em xin giao lưu giá 800 ngàn. Mã 20 giá 800 vậy. Lá xanh lét luôn. Đó. Rồi đổi cây. Một thân một cốt. Mã 21. Chiều cao 1m35. Chiều cao 1m35. Hoành. Hoành thân 17. À 17 yếu tính 16 thôi quý vị ạ. Để đây, qua trơn bộ đấy. Tiền bộ đấy nha quý vị. Giọt cây ha. Rồi, cho giá cái này nhiêu đây? Mã 21 em xin giao lưu 600 ngàn. Mã 21 giao lưu 600 quý vị. Rồi đổi cây. Đây mã 22. Chiều cao 1m17. Chiều cao 1m17. Rồi quanh luôn. Quanh thân 14 ngày tiêm. 14. Rồi cho dòng đế. À, để quái nha quý vị. À, để đâu vậy? Cái dù luôn quý vị.
Rồi đổi cây. Mã 22 em xin giao lô 500 ngàn. Mã 22 giao lô 500 ngàn nha quý vị. Rồi đổi cây. Đó, cây này quá quái. Rồi thông số. Mã 23 chiều cao 1m31. Chiều cao 1m31 rồi đâu Hoàng. Hoành thân là 16. Hoành 16 rồi đó cũ luôn. Cũ là 28. Rồi cho dòng đế đó. Đó, đế đó nha quý vị. Đó, nhìn tay chốt này quý vị. Mã 23 em xin giao lưu 800 ngàn. 800. Mã 23 giao lưu 800 nha quý vị. Rồi đổi cây. Đây, mã 24. Chiều cao 1m16. Chiều cao 1m16. Hoành. Hoành thân là 17. Hoành 17 quý vị. À, bộ đấy, qua trấn bộ đấy. Đều bốn mặt luôn. Rồi quay nhẹ nhẹ nữa đi. Giáp vòng cái. Đó, để đâu quý vị. Rồi, cho giá cái này luôn em. Mã 24 em xin giao lưu giá 800 ngàn. Mã 24 giao lưu 800 nha quý vị. Rồi đổi cây. 25 này, đúng cái dù luôn quý vị. 25. Chiều cao 1m25. Chiều cao 1m25. Hoành thân là 15 hơn. Có hơn, tính wow. 15. Quá trời bộ đấy nha quý vị. Cũ đẹp. Để nè, đặc sạc luôn. Rồi giá cái này nha. 25 em xin giao lưu 700 ngàn. Mã 25 có 700 thôi vậy. Nguyên cây dầu luôn. Rồi đổi cây. Mã 26. Mã 26. Chiều cao 1m32. Chiều cao 1m32. Hoành. Hoành thân là 15. 15 nghe tim. Đó bộ đế nha quý vị. Bộ đế khủng bố và ba luôn. Lưu đế không quý vị. Đặt cái nồi luôn. Đó. Nhanh tay chốt này kìa. Rồi cho giá cái này nha. Mã 26 em xin giao lưu 800 ngàn. Mã 26 giao lưu 800 quý vị. Rồi đổi cây. 26. Mã 27. Mét. Cái này nồi cũ. Hoành thân. Hoành thân là 15 nghe tim. 15. Đó, rồi quay vòng nhẹ đế. Ủa chà bá nó sắn ốc nha quý vị. Sắn ốc ha, ghim xuống ha. Rồi giá cái này nha. Mã 27 em xin giao lưu 500 ngàn. Mã 27 giao lưu 500 nha quý vị. Ngốc luôn. Rồi đổi cây. 28. Rồi cái này dữ ạ. À. Đó, tay cầm nha quý vị. Cao này chắc đuổi quá. Rồi cao 1m45 đi. 47 lên đó. À, rồi. Rưỡi cây này nó sẵn cây nha quý vị. Sẵn cây 18 quanh. 18. Cây lên gần ha, rồi cho dòng đế luôn. Đó, đế nó ghim xuống nha quý vị. Đang lên gần ha. Đó. Rồi giao lưu giá cái này nha. 28 em xin giao lưu 800 ngàn. Mà 28 giao lưu 800 vậy. Rồi đổi cây. 29. 29. Tàn điều nè. 40 có hơn. 1m40 có hơn. Để đo hoành luôn. Điều uống mặt luôn nha quý vị. Hoành thân 14. 14. Đó. Quay vòng nhẹ nhẹ đi. Đừng lật cây ạ. Để nó nôm đều nha quý vị. Cũ chà bá lửa luôn. Chứng là cây. À. Mã 29 em xin giao lưu 900 ngàn. Mã 29 giao lưu 900 vậy. Cây quá đẹp, lật lật. Rồi đổi cây. Mã 30. Mã 30. Rồi thông số luôn. Thông số luôn. Rồi chữ mắt tư đi. Mã 30 là hoành thân là 15. 15. Để nha quý vị. Để đều bốn mặt luôn. Sắn ốc luôn. Quay quay nhẹ nhẹ nè.
Đó, để giờ trước giờ sau chịu đầy đủ đó. Giao lưu 700.000. Mã 30 có 700 quý vị. Nhanh tay chốt này quý vị. Đó. Rồi, đổi cây. Rồi, mã 31. Lập. Mã 31. Cao. Tư đi. Tư. Quên. Lộn ngược, lộn ngược. 15 quanh. 15. Ờ, để đưa việc quay nhẹ vòng nhẹ đế. Cũng nở nha quý vị. Để đều muốn mặt luôn. Rồi cho giá cái này như thế. Mã 31 em xin giao lưu 700 ngàn. Rồi mã 31 cho lưu 700 nha quý vị. Nhanh tay chốt quý vị. Quá đẹp. Mã 32. Mã 32. Chiều cao 1m29. Hoành thân. Hoành thân 14. Là 14. À, sắn ốc nha quý vị. À, quay vòng nữa đi, vòng nhẹ nhẹ nữa đi. Quay vòng nữa đi. Mã 32 em xin giao lưu 700 ngàn. Mã 32 giao lưu 700 quý vị. Cây này quá đẹp. Rồi đổi cây. 33. Những cái dù luôn. Cao 1m28. Chiều cao 1m28. Đây cũ giờ ba lượt. Hoành thân là 15. 15. Rồi, quay vòng đi. Cũ nở nha quý vị. Đó, cũ. Rồi giao lưu giá nhiêu đem? Mã 33 em xin giao lưu 700 ngàn. Mã 33 giao lưu 700 quý vị. Giá hữu nghị vừa chơi nha quý vị. Rồi, đổi cây. 34. À 34. Cái này ăn siêu. À, chim cái chim cái kéo dữ lên. Đó. Chiều cao này. Rồi mét rưỡi đi. Mét rưỡi đi. Rồi. Rồi. Quanh 17 có hơn. Có hơn. À, rồi cho vòng nhẹ đi. Rồi trước giờ sau chiều đó nha quý vị. Đế nè, lùm đế luôn. Củ chà bá lửa luôn. Đó. Mã 34 cho lưu 900 nha quý vị. Rồi đổi cây. 35. 35 cuối clip nha quý vị. 35. 36. Rồi hoành luôn. Cái này quá trơn bộ đế. Hoành thân là 16 có hơn. Có hơn. Rồi đo mặt đế nơm luôn coi. Đo mặt cái chiều sổ nơm á, chiều chữ ờ đó vậy đó. Ngược thước, ngược thước. À đặt con đó. Rồi, mà một cắt 80 vậy. Rồi cho vòng đấy. Quá trời bộ đấy. Cái này quá đẹp cho chú anh chị nhanh tay nha. Rồi giao lưu cái này nhiêu em? Quay vòng nữa. 35 em xin giao lưu 1.2 triệu. 35 1.2 triệu nha quý vị. Quá trời bộ đấy. Đặt sạp luôn. À, nhanh tay chốt quý vị. Rồi, cố clip an tình gì phải quý vị khán giả. Dạ, cố clip em xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị đầu năm mới. Em xin chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý và rất mong được sự ủng hộ cô chú anh chị. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em nhiều ha. Rồi quý vị thì quý vị có nhu cầu mua mai vàng thì liên hệ số điện thoại của em Phương nha quý vị. Mình ghi phần tiêu về phía điện tư đề nha quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. À, chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.